Em thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại tiếp tục quay lại dùng ngôn ngữ lập trình các đầu về các cái hình đơn giản như sau. Hình đơn giản thứ nhất đây, hình đơn giản thứ hai đây là các bài tập ở logo. Bây giờ mình thay đổi, mình dùng cái ngôn ngữ Start để mình quẹt các cái hình này xem thử là nó có đơn giản hay không. Rồi bây giờ xét sơ qua cái hai cái hình này thì chúng ta thấy những cơ bản nó rất giống nhau ở hai hình này. Thứ nhất đây là ba cái hình tam giác thì đây cũng ba cái hình tam giác, đây ba cái hình tam giác. Nhưng là bức hình thứ nhất là nó đi đi theo chiều ngang, còn bức này nó đi theo chiều dọc. Thì để làm được bài này thì đầu tiên chúng ta quỹ một cái hình tam giác đầu tiên, sau đó chúng ta lặp lại 3 lần theo vị trí theo cái hướng 90 độ, kiểu nằm ngang. Cái bài này thì làm như thế nào thì cùng quỹ một cái tam giác đầu tiên, sau đó chúng ta cho nó lặp lại thử được không em? Thì chúng ta bắt đầu lặp. Để làm thì chúng ta mở lên đầu tiên thì chúng ta chọn sự kiện như ba bài khác sự kiện, rồi sau đó chọn bút quế, xóa cho bút quế, đặt ngọn bút quế. Tiếp theo là chúng ta chọn vị trí để nếu mà con nhân quả đứng tại giữa tâm màn hình này mà chúng ta phải ba cái hình đánh giá thì nó sẽ chọc đi, cho nên chúng ta đưa nó về vị trí này. Vị trí này cái khoảng là âm 200 độ y bằng 0 y bằng 5. Chúng ta được đầu tiên là chúng ta được con nhân quạt này đưa vị trí là âm 200 độ y bằng 0. Bây giờ chúng ta cho nó di chuyển chúng ta bây giờ chúng ta bị hình tam giác đỡ bị hình tam giác thì chúng ta làm như sau. Chúng ta bị hình tam giác chúng ta sẽ chọn ba lần là ba cạnh nó đi khoảng 50 phút. Rồi sau đó quay một cái ảnh ba vẽ một quay bằng cách là mình lấy 360 độ chia cho ba, 360 độ chia cho ba. Lý do là mình chưa đặt cái bút quẹt cho nó, mình phải đặt cho một cái bút quẹt bên ở đây luôn. Rồi mình đặt cho là quẹt theo hướng 90 độ, không quẹt cái lúc tôi
vị trí trung tâm. Trung tâm thì nhắc cái bút quỷ lên, mình ra nó quỷ nữa, nhắc cái bút lên, bên up lên. Rồi bây giờ chúng ta chúng ta bị cái này nó, chúng ta cho nó lặp lại cái sự kiện này 3 lần, lặp lại là để chúng ta bị 3 hình tam giác đó. À, bị 3 hình tam giác nó tiến tới thì chúng ta cho 3 lần và mỗi lần như vậy là 50 bước. Xong cái hình thứ nhất, xong cái hình thứ nhất. Bây giờ chúng ta quay lại như cái hình thứ tiếp theo, cái hình thứ hai. Bây giờ chúng ta không có đi theo chiều ngang nữa mà chúng ta lại đi dọc lên, đi thẳng lên thì chúng ta dùng chúng ta vẽ một hình, sau đó chúng ta quay về vị trí cũ. Chúng ta vẽ một hình, chúng ta vẽ một ô đây, một cái tam giác đây. Sau đó chúng ta về vị trí cũ và chúng ta đi lên vị trí này. Chúng ta đi lên vị trí này. Tiếp tục vẽ một tam giác. Đi lên. Cái này chúng ta không thể. Chúng ta lập theo y thôi, lập theo cái hướng hướng như thế này thôi. Chúng ta đặt con cỏ chuột tại vị trí này. Vị trí này là âm 180 độ y bằng 0. Thấy là nó quẻ ba cái này lên ngược lên trên à, mà hình của chúng ta thì tay như thế này à, một tên như thế này. Để đỡ làm bài này thì chúng ta làm như sau,
giờ mình cho nó đi lên. Bây giờ mình vẽ cái tam giác này xong, mình cho con trỏ nó quay vào vị trí cũ, cho nó vừa vị trí cũ. Sau đó mình lên trên này, mình cho nó con nhỏ bọt mình đi lên trên này và tiếp tục mình vẽ những cái này đi lên. Thì bây giờ mình lặp 3 lần, thì mình lặp một lần thôi, mình vẽ một lần. Bây giờ mình vẽ 2 lần. Rồi, vẽ 2 lần. Nó đang đứng ở vị trí này. Thì mình cho nó quay về. Mình cho nó quay về vị trí là âm 200. Mình cho nó quay về vị trí là đi bằng không. Từ 100 này đây nè các bạn. Rồi, nó đang đứng tại vị trí này. Mình đứng tại vị trí này. Sau đó mình cho nó đi lên vị trí này. Vị trí này có nghĩa là đi lên vị trí này y 100. Y của nó là 100. Sau đó mình xóa cái bút này đi, xóa bút này đi. Như vậy là mình xóa cái bút này và mình giảm lại cho nó. Và lúc này là bây giờ mình vừa xóa cái bút này ra. Cho cái bút này đi, nhấc cái bút lên đây. Đó, bây giờ cái hình này nó đang nằm ở vị trí là y 100. Như vậy mình muốn xịt nó vào ở vị trí 200. Đây, sau đây mình 100 này, đây là 100 này. Chỗ này lý do là ở chỗ này, lý do là ở chỗ này, chỗ này không phải ở chỗ này mà mình đỡ nó vị trí là âm 200. Rồi, ok. Đây nó hơi trống trống tới nha, trong tí thì mình giảm xuống 90 thôi. Rồi, quá đẹp. Quá đẹp. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta lặp một lần nữa. Lặp một lần nữa thì nó sẽ được thôi.
bây giờ mình nâng thể hiện lên là một 90 là 180 và được rồi. Xuống dưới đáy là chỉnh lại chút xíu, chỉnh lại cái hình tướng chút xíu. Rồi. Đây mình hạ xuống tí thôi, hạ xuống tí 135. Rồi, ok, bài tập chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Đây là code của chúng ta rồi, để dịch giải thích là tại vị trí này, là đây là vị trí bắt đầu của nhân vật của chúng ta là âm y, âm 200 y bằng không, nghĩa là đang nằm trên trục hầm. Sau đó chúng ta hướng quay là 190 độ, là hướng quay như thế này, hướng quay lên chỗ này. À, khúc này là chúng ta về tam giác, đây độ này, đây chúng ta về tam giác, và cái độ này thì chúng ta lặp lại, tam giác đó, thì nó xuống đi lên cả độ này. Đây là cái tam giác của cái thứ ba. Bài tập chúng ta đã hoàn thành. Chúc các em tốt. Các em nhớ rằng là nhớ like và chia sẻ cho mọi người biết. Thứ ba nữa là nhớ đăng ký kênh để ủng hộ. Tư là đã có thắc mắc gì thì ý kiến ở phía dưới comment. Xin cảm ơn các em và xin chào các em.